Hey, xuất đây ông phụ nào kia mà với một cái video thông minh thứ hai bà phi show lại này chụp chụp mồi cái lên rủ ốc rồi vó Amazon TP bà bằng cái này miền muộn muộn là cái muộn cái đấy muộn ăn gì bớt tờ hai bà cho ông con mong phụ nào kia sản phẩm cà chua này nòm cà phê nhom lê nhà áp dụng thì mới nè nếu là có phần chất nếu là không mình phần chất tay có khuôn mình tên và quả chui này nó nhưng nó chi dùm thế này ốc nhẹ chui không bắn bằng thêm thế mà tựa tôi nó không quá khát lên sơ o เราฟนี่คนนี้สินะบังไหนไปกันchương mình sơ vào cái dân là dân rô kỵ kỵ ghê chứ quên nó khơi 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 không bánh mà như ở bên cột á, vừa ở cột bạn. Chào mừng mọi xiên các bạn ạ.
ampun iki. Sak sop cerame lah ini. Gue tenang tuh. Ini gue kena buat nih, kemeng-kemeng mau ya. Aja saya, nih orang desa internet beri slow maintain ya, mbak. Iya, kayaknya. Cuma ini udah kayak berotan, men. Ini kenapa ya, men? Oke, lo tau nih, men. Seling, lấy mấy mà còn có mấy mà còn này. Ô, mình phải chỗ được gì cơ đó. Nó có phải lớn, nó nắng bạc. Bánh chứ nè. Chọc vào đào này. Internet slow mình này. Đúng, 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 đúng. Đúng rồi, nên mà đó. Bọn chui này nó một comment đằng hàng cỏ mà lại chui prap không không cả video chui chui tôi cho ai ở đây. Chung, 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 chung.
tính là bục chỉ bục đi mà bao nhiêu chọc đòi ư không có bài chọc bạc hay bao bao nhiêu ăn ngon ok bạn pi khi là bạn khi nào mới về internet in slow đi khi nhớ ở khuôn mộng bọn nó này hả complete ជួយ like ហើយ comment មានអីត្រូវជួយ comment ទាំងអស់គ្នាផងបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅ episode ទី3បាទអរគុណ